Đình Quang thay kính chào quý khán giả của người Việt TV Online. Sau đây là một điểm tin sáng thứ hai ngày 15 tháng 7 năm 2019. Thưa quý khán giả, hôm thứ Bảy vừa qua là kỷ niệm đúng 50 năm ngày chiếc phi thuyền Apollo 11 của Hoa Kỳ đã đáp xuống mặt trăng. Và người đầu tiên của nhân loại đặt chân lên mặt trăng đó là Đại tá Neil Armstrong. Lúc bây giờ có vào khoảng độ 600 triệu người trên toàn thế giới đã theo dõi cái hình ảnh của chiếc Apollo 11 đáp xuống mặt trăng và lúc đó thì tất cả mọi người đều phải xem trên một cái màn ảnh truyền hình chỉ có vào khoảng 18 inch mà thôi và hầu hết là màn ảnh đen trắng. À, liên quan đến tình hình tại Iran và mối căng thẳng với Hoa Kỳ thì thưa quý vị sáng sớm ngày hôm nay Tổng thống của Iran là ông Hassan Rouhani nói rằng Iran sẵn sàng thương thảo với Hoa Kỳ với hai điều kiện thứ nhất là Hoa Kỳ phải bãi bỏ cái lệnh cấm vận kinh tế đối với Iran và cái điều thứ hai là chấm dứt những hành vi bắt nạt đối với quốc gia hồi giáo này. Thưa quý vị, mới đây Iran đã tuyên bố là sẽ tái tục cái hoạt động sản xuất chất um, uranium, tức là cái cái chất mà có thể tạo ra bom hạt nhân. À, trong khi đó, thì về phía Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump đã rút uh, nước Mỹ ra khỏi cái thỏa thuận nguyên tử mà thời Tổng thống Barack Obama ký với Iran và những quốc gia Âu Châu khác. À, cách đây à, bà, năm 2015 nghìn à, mười Thưa quý vị gần đây thì Hoa Kỳ còn đưa một số những hải đội tác chiến đến vùng vịnh à, Ba Tư à, với cái lời cáo buộc là Iran có thể trở thành mối nguy hiểm cho các quyền lợi của Hoa Kỳ trong vùng này. Ngày hôm qua chủ nhật ngay tại thủ đô Paris của nước Pháp thì à, tổng thống Pháp là Emmanuel Macron, thủ tướng Đức là bà Angela Merkel và thủ tướng Anh là David Leighton đã gặp nhau mà đưa ra một cái bản tuyên cáo chung, họ kêu gọi là phải tái tục lại cái bản thỏa thuận đối với Iran, bởi vì nếu mà Iran hoàn toàn rút ra khỏi bản thỏa thuận này để họ có thể tiến tới cái việc mà sản xuất vũ khí hạt nhân, thì đó là một cái điều rất nguy hiểm và có thể dẫn tới những cuộc xung đột mà không lường trước được um, tại um, khu vực. cả ba vị thủ tướng trong bản tuyên báo chung uh, đều nói rằng thỏa thuận um, với Iran đang có nguy cơ bị uh, hoàn toàn phá bỏ. Trong một cuộc tấn công một quân khủng bố hôm thứ Sáu vừa qua vào buổi tối tại một khách sạn có tên là AC Hotel ở bên Somalia, đã có 26 người thiệt mạng, trong đó tối thiểu là có một công dân Hoa Kỳ, một công dân Anh, một nhà báo uh, quốc tịch người Canada, ba người Kenya và um, ba người quốc tịch uh, Tanzania. Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ đã xác nhận là có một công dân Hoa Kỳ thiệt mạng khi mà quân khủng bố tấn công khách sạn này. Và giờ phút này, Hoa Kỳ đang tìm kiếm thêm thì xem liệu có một công dân Mỹ nào khác bị thiệt mạng hay không. Vụ tấn công đã xảy ra khi một cái toán vũ trang nổ bom ngay tại cổng vào khách sạn, rồi sau đó bắt đầu tấn công và cuộc đụng đầu với cảnh sát và lực lượng an ninh của Somalia kéo dài tới 14 tiếng đồng hồ. Tất cả những tay tấn công khủng bố đã bị an ninh của Somalia bắn chết. Uh, nhà báo người Canada tên là Holden Nayat cùng với ông chồng đã chết trong cái vụ quân khủng bố tấn công này. Bà là người uh, sống tại uh, Somalia và sinh ra năm 1976 nhưng mà sau đó qua Canada sống và có quốc tịch Canada. Nhìn sang tình hình những cuộc biểu tình tại Hồng Kông chống đậu luật uh, dẫn đồ. thưa quý vị uh, những người biểu tình đã tập trung tại khu vực thành phố Satin nằm trong gần khu vực New Territory. Đây là một cái khu vực mà rất đông người Tây phương sinh sống và làm ăn. À, tin của những người biểu tình cho biết là có 110.000 người tham dự cuộc biểu tình ngày hôm qua, trong khi cảnh sát nói rằng chỉ có 28.000 người mà thôi. Cảnh sát và những người biểu tình đang một cuộc đụng độ ngay tại đây, xô sát tương đối là mạnh. Nhưng mà hình ảnh rất đẹp đó là dân chúng chung quanh cái khu vực Lucky Plaza ở trong cái vùng xảy ra biểu tình, họ đã đứng trên cái tầng lầu số 10 trở xuống và họ ném dù thả nước xuống và đồng thời những chiếc áo bằng plastic mà bó sát người để giúp cho những người biểu tình có thể dùng những vật dụng đó để chống lại khói cay do cảnh sát bắn vào đám biểu tình. Một số những người biểu tình đã bị bắt giữ. Trong khi đó thì cũng ngày hôm qua 1.500 người là nhà báo và giới truyền thông từ Hồng Kông đã mặc áo đen xuống đường và biểu tình một cách rất là ôn hòa. Họ kêu gọi cảnh sát phải chấm dứt tất cả những hành động bạo lực nhắm vào đoàn biểu tình và thậm chí nhắm vào giới truyền thông trong thời gian suốt 2 tháng vừa qua khi người dân Hồng Kông biểu tình để chống lại các đạo luật dẫn độ. Thưa quý vị, nhưng mà có lẽ tin quan trọng nhất đối với thế giới và nước Mỹ từ chiều tối ngày hôm qua tới giờ đó là lời phát biểu của Tổng thống Donald Trump bằng tweet khi ông mới lên tiếng chỉ trích một số các dân biểu đảng Dân Chủ mà người da màu ông nói là đây là những kẻ sinh ra ngoài quốc và đến nước Mỹ để gây rối và ông nhấn mạnh rằng tại sao họ không nên trở về cái xứ sở là những cái nơi trốn tệ hại và đầy tội phạm mà họ từ đó đã ra đi. Thưa quý vị, cái điều mà tổng thống Trump chỉ trích đó thì trong bốn vị dân biểu nữ của đảng dân chủ mà thuộc phe cấp tiến thì trong đó có ba người sinh ra tại nước Mỹ và một người đã nhập cư vào nước Mỹ và trở thành công dân Hoa Kỳ từ lâu rồi. Tổng thống Trump nói như thế này, ông bảo là thật thú vị khi thấy nhóm các nữ dân biểu cấp tiến của đảng dân chủ, những người đến từ những quốc gia khác, nơi có các chính phủ hoàn toàn tệ hại, tham nhũng, yếu kém với các nơi khác trên thế giới, và nay thì các vị dân biểu cấp tiến của đảng dân chủ lại ồn ào ngay tại xứ Mỹ vĩ đại của chúng ta và về dạy bảo chúng ta về cách điều hành đất nước. Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng tại sao những người này họ không về lại và giúp những nơi tệ hại và đầy rẫy tội phạm mà từ đó họ đã ra đi ông còn nói thêm những nơi này rất cần sự giúp đỡ của những vị dân biểu dân chủ cấp tiến này và họ về càng nhanh càng tốt và ông tin rằng chủ tịch hạ viện là bà nancy pelosi sẵn sàng dàn xếp phương tiện để những người này ra đi càng nhanh càng tốt thưa quý vị dân biểu của đảng cộng hòa vừa mới từ um, loan báo là từ bỏ đảng đó là ông dân biểu Justin Amash à, thuộc đơn vị bầu cử Michigan đã gửi ra một cái lời um, bình luận nói rằng những lời của tổng thống Trump thật là kỳ thị chủng tộc và ghê tởm. Trong khi đó thì bà Nancy Pelosi là chủ tịch của Hạ viện thì nói rằng cái lời phát biểu của tổng thống Trump rõ ràng cho thấy từ đáy lòng khi mà tổng thống Trump nói rằng Make America Great Again, điều đó chỉ có nghĩa là Make White. American Great Again làm cho chủng tộc da trắng người Mỹ trở thành vĩ đại. À, thưa quý vị, dân biểu Ocasio-Cortez là một trong bốn người bị chỉ trích. Thì cô là gốc Puerto Rico nhưng mà sinh ra tại Bronx của New York. Dân biểu Presley là phụ nữ da đen đầu tiên của tiểu bang Massachusetts được đắc cử vào Hạ viện Liên bang, sinh ra tại Cincinnati, Ohio. Dân biểu Omar là người gốc Somalia, bắt đầu đắc cử vào Hạ Viện và cũng là một trong những phụ nữ Hồi giáo đầu tiên ở nơi này. Cô sinh ra tại uh, Somalia, lớn lên trong trại tị nạn ở bên Kenya nhưng mà vào Mỹ năm 12 tuổi và 5 năm, năm sau thì nhập quốc tịch Hoa Kỳ. Còn dân biểu um, Thalit thì sinh ra tại Detroit, Michigan. Uh, những cái lời phát biểu của Tổng thống Donald Trump đã khiến cho một vị lãnh đạo thế giới đó là bà Thủ tướng Anh Theresa May. Sáng nay bà gửi ra một cái thông báo bà nói rằng những điều tổng thống Trump nói tuyệt đối không thể chấp nhận được vì mang tính cách kỳ thị. Thưa quý vị, những điều tổng thống Trump nhắm vào những vị dân cử dân chủ này và nói họ nên về quốc gia đó đi đó, khiến cho một số người bình luận ở trên các báo họ nói vậy như trường hợp của bà vợ, tức là đệ nhất phu nhân Ivanka Trump, Melania Trump thì sao? Bởi vì bà Melia Trump sinh ra và lớn lên tại Slovakia. À, xin lỗi quý vị, Slovakia. Dạ đúng rồi. Còn bà vợ cũ của ông Trump là bà Ivana Trump thì sinh ra tại Czechoslovakia, tức là tiệp khắc. Ngoài ra thì có một số người cũng bình luận rằng những cái lời chỉ trích của Tổng thống Trump như vậy khiến cho những cộng đồng da màu trong đó có người Nhật, người Hàn, người Trung Quốc, người Việt Nam, người Filipino vân vân Họ quan ngại rằng dù sinh ra mà lớn lên ở đất Mỹ này, nhưng mà nếu có những điều gì không hợp với Tổng thống Trump thì vẫn có thể bị Tổng thống Trump chỉ vào mặt và bảo là You go back to your country. À, một cái tin liên quan đến à, cái nỗi sợ hãi à, trong cái chiến dịch mà Hoa Kỳ vừa mới tiến hành ruồng bố và bắt giữ trục xuất những người à, nhập cư bất hợp pháp mà đã phạm tội tại nước Mỹ. Thưa quý vị, tin sáng ngày hôm nay của hãng thông tấn UPI cho biết là một số rất đông những cộng đồng, trong đó có cộng đồng Latino, cộng đồng Philippines, vân vân Dù là những người sinh ra tại nước Mỹ này, nhưng mà vì cái màu da có hơi khác so với người Mỹ bản xứ. Trong thời gian vừa qua, họ đã phải mang theo passport, tức là giấy thông hành của họ khi họ đi ra đường để họ muốn chứng minh cho tất cả những lực lượng an ninh nếu mà chặn bắt họ, đó, thấy rằng họ là công dân Hoa Kỳ thông thường từ xưa tới giờ thì người ta chỉ cần mang cái bằng lái xe thôi, tức là driver license thôi. Nhưng mà cộng đồng Latino tại Los Angeles, tại Chicago, vân vân, họ nói rằng kể từ khi Tổng thống Trump được đắc cử cho tới nay thì họ rất lo sợ, bởi vì có rất nhiều bằng chứng cho thấy rằng có những người công dân Mỹ đàng hoàng. những người sinh ra tại Puerto Rico là công dân Mỹ nhưng mà vào tiệm ăn chỉ cần nói tiếng uh, gọi là Spanish với nhau thôi thì cũng có thể bị cảnh sát còng tay, bởi vì họ nghĩ rằng đó là những người hợp, nhập cư bất hợp pháp. À, ngày hôm à, tối thứ sáu vừa qua trong một cái chuyến bay cất cánh từ Dalaman ở bên thổ nhĩ kỳ bay tới à, à, London đáp xuống phi trường Greenwich Airport à, chuyến bay này của hãng Thomas à, Cook Airlines đã phải trì hoãn mất hơn một tiếng đồng hồ chỉ vì lý do là có hai hành khách bước lên chiếc máy bay đó và la hét um sùm hết và yêu cầu phi hành đoàn phải đuổi ba người đàn ông mặc cái áo dài màu trắng truyền thống của người hồi giáo và họ để râu theo cái truyền thống của người hồi giáo những người hai người phụ nữ này lại còn mạt sát những người triều đại viên hàng không là ghê tởm và họ chỉ mặt ba người đàn ông kia họ bảo rằng đây là cái bọn khủng bố nhưng mà đáng tiếc cho họ là toàn bộ hành khách trên chuyến bay thomas cook airlines bay đi london đã đoàn kết với nhau và yêu cầu là phải trục xuất tức là đuổi hai người phụ nữ ra khỏi máy bay Cảnh sát đã đến và đưa hai người phụ nữ này ra khỏi máy bay và chuyến bay tiếp tục cất cánh đáp xuống phi trường quốc tế ở bên London. Một cái tin rất buồn đó là ngay tại thành phố Baton Rouge ở bên Louisiana, thì cảnh sát vừa mới khám phá thấy thi hài của một người phụ nữ để phía sau trân của một chiếc xe và bây giờ người ta xác định được rằng thi hài người phụ nữ gốc Phi Châu da đen này là bà Sadie Robert. Joseph 75 tuổi. Bà là người sáng lập ra cái viện bảo tàng African American đặt tại Baton Rouge. Và thưa quý vị, ngay lập tức thì cộng đồng người bản xứ trắng, da màu và da đen tại Baton Rouge đã bày tỏ cái sự thương tiếc đối với người phụ nữ mà họ nói rằng không bao giờ mệt mỏi đấu tranh để xây dựng một cộng đồng Baton Rouge vững mạnh và đặc, bà đặc biệt là đã có công xây dựng lên cái African American History Museum vào năm 2001. Và cuối cùng là hai cái tin ngắn. Thưa quý vị, một chiếc máy bay chở theo 9 người mang quốc tịch Thụy Điển là những người mà ham thích cái môn thể thao nhảy dù ra khỏi máy bay và không buông dù cho tới một cái độ cao nào đó thì họ mới bung, bung dù ra. Thì chiếc máy bay này đã bị lâm nạn vào lúc 10 4 giờ tức là 2 giờ trưa ngày hôm nay tính theo giờ tại địa phương và rớt xuống một cái hồ nước tên là mơ ở bên Thụy Điển. Tất cả những người trên chuyến đoàn này đều bị thiệt mạng. Và cuối cùng là một cái tin chỉ có xảy ra đối với những người có óc tưởng tượng dồi dào mà thôi. Đó là trên Facebook sáng ngày hôm nay thì có một cái lời kêu gọi là đã có trên một nửa triệu người đáp ứng cái lời kêu gọi này. Tức là vào ngày mùng 20 T tháng 9 sắp tới đây thì nửa triệu người muốn đến gọi là lục soát cái khu vực có tên là Area 51 tại vùng sa mạc của tiểu bang Nevada. Bởi vì có tin nói rằng người hành tinh tức là người từ một cái vùng đất nào không phải quả đất đã có mặt tại đây và bị bắt giữ, người ta có bằng chứng đầy đủ. Thì những người trong cộng đồng mạng nói rằng họ quyết tâm không để cho ai chặn họ lại cả để họ muốn vào xem. Quả tình là cái Area 51 này có chứa người hành tinh hay không? Thì quý vị, người, người Mỹ người ta gọi là UFO, tức là Unidentified Flying Object, là những cái vật thể bay mà không biết là cái gì. Thì đó là một cái huyền thoại hoặc là một cái tin mà người ta loan truyền từ cả hơn nửa thế kỷ nay rồi. Chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong một điểm tin sáng ngày mai.